chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Và nội dung video ngày hôm nay nhé, em sẽ giới thiệu cho bác mẫu thùng nuôi này và các mẫu vật tư bên nhà em nhé. Các bác nào có nhu cầu thì hãy là số điện thoại em luôn để trên góc màn hình và số đó của nhà em có Zalo nhé. Và các bác có quan tâm thì hãy xem hết video của em đến cuối video, em sẽ báo giá chi tiết từng sản phẩm một. Đây, và trên tay em đang cầm đây là một mẫu chân tầng đấy ạ. Được làm từ bằng sáp ong đây nhé các bác nhé. Đây này, các bác có thể thấy đây, hàng chân tầng 100% hàng loại 1 đây. Hàng sẽ là hàng của Việt Nam này. Ô lục lăng dày dặn này, các bác có thể thấy đây nhá. Mà dẻo nhá. Đây em, các bác có thể vào gần đây. Đây, quấn này. Test thử cho bác xem này. Đấy, xem cái độ dẻo không lo bị gãy, không lo bị giòn đây. Đấy, mà phá ra đây này. Đây này, đấy. Mà đây trên tầng sẽ là hàng dày dặn đây, các bác có thể gần nhìn gần đây này, hàng dày dặn này, ô lục năng này, đảm bảo cho các bác là khi các bác gắn chân tầng này vào thì con ong nó sẽ xây tổ 100%. Và cái chân tầng này bên nhà em nhá, sẽ gửi đi cho các bác từ 20 tấm đấy ạ, 20 tấm đây, các bác có thể đây. Bên nhà em mới về hàng này. Bên trong nó vẫn còn một lớp ẩm đây này. Đấy. Mà không lo cong vênh nhá. Và tiếp theo đến là em sẽ giới thiệu cho các bác mẫu thùng nuôi bên nhà em đây. Thùng nuôi bên nhà em đã được làm bằng từ gỗ gạo đây, được ngâm xử lý mối mọt 6 tháng rồi. Sẽ làm 5 ván liền nhá. Ván liền cả 5 mạt này, đã được bào mịn này. Chỉ duy nhất là đáy đây. Chỉ duy nhất đáy thùng là phải ghép thôi các bác ạ. Bắt buộc là phải ghép giúp em nhé. Tại vì sao? Tại vì là khi mà con ong, thức ăn của con ong nó ăn này, nó rơi vãi xuống nhá, thì cái ô thoáng này thì nó sẽ cái ghép này sẽ ráo nhá, khô ráo, không bao giờ nó bị ẩm mốc này. Và nó để sẽ nó tránh bị khi mà nó bị cong vênh đấy, cong vênh cái đáy thùng. Và mỗi một thùng nuôi bên nhà em này sẽ tặng kèm cho các bác là một vách ngăn đây. Một vách ngăn này thì cũng đã được ngâm xử lý mối mọt rồi. Đã được ngâm xử lý mối mọt rồi nhá các bác nhá. Năm mặt đây. Nhìn rất chi là đẹp đây. Cái mối ghép đây, cái đáy thùng này, mối ghép thì cũng rất chi là đẹp luôn. Khít nhá. Đây các bác để đây, khít với nhau này. Và ván của nhà em nhá, khi cắt gỗ nhá thì sẽ là cắt là 2 phân. Và khi bào mịn xong nhá thì nó chỉ dày tầm 1/6 đến 1/7 thôi. Và cái thùng gỗ gạo này thì nó sẽ có công dụng là sẽ là mát vào mùa hè này, ấm vào mùa đông, và là mùa nồm ẩm thì rất chi là khô ráo nhá. Đấy. Có thiết kế cho các bác là đây, ô cửa sổ đây ạ. Ô cửa sổ đây này. Này, đây, cửa sổ này thì khi mình vận chuyển ong đi xa thì mình mới mở giúp em nhé, không còn không bình thường các bác đóng. Tại vì bên cạnh đó là nó đã có là cửa ra vào đây, cửa ra vào này. Bình thường khi các bác để ong ở nhà thì các bác sẽ để cửa như này giúp em, thì giúp con ong có thể chui ra chui vào rồi nhá. Khi vận chuyển đi xa thì các bác mới đây đảo chiều này đi này. Này, để cho nó tránh con ong nó có thể bay ra ngoài đây nhá. Đấy. Và bên nhà em đang cung cấp cho các bác là hai size. Size 26 là để tối đa được 5 cầu và size 30 là để tối đa được 7 cầu ạ. Và thùng size 26 nha là giá chỉ 210.000 đồng thôi, thùng size 30 nhá là để được tối đa 7 cầu là giá 240.000 đồng. Và giá đó của nhà em đã bao ship cho các bác rồi. Bên cạnh đó đây em sẽ giới thiệu cho bác hai cái mẫu cầu bên nhà em này. Cầu bên nhà em thì có cầu căng dây sẵn và cầu chưa căng dây. Đấy. Cầu căng dây sẵn này đây. Cầu này sẽ làm bằng gỗ keo nhá. Gỗ keo này các bạn này, gỗ keo này cũng đã được ngâm xử lý mối mọt 6 tháng cho các bác rồi. Và một cái gỗ đây. Đây cái khung cầu nhá, đóng đủ tiêu chuẩn cho các bác luôn này. Đấy. Các bác có thể thấy đây nhá. Đây này. Và khi nhá các bác đặt hàng bên nhà em sẽ bắn ghim sẵn này cho các bác. Đây này, về các bác chỉ việc có lỗ là sẵn này, về các bác chỉ việc căn dây thôi. Đấy. Ở đằng đây này, có một thiết kế là một cái rãnh này. Rãnh này để khi giúp các bác phi lao, có thể phi lao chân tầng được rồi. Và cái cầu này bên nhà em ấy, báo cho các bác với giá chỉ 7.000 đồng thôi. Là cầu chưa căng dây nhá, và cầu căng dây sẵn. Đây. Đây, cái dây này sẽ làm bằng dây inox 100% này, căng chắc chắn cho các bác đây. Và nó cầu căng dây sẵn này giá là 10.000 đồng trên một cầu.
Bác nào nhé, có nhu cầu thì nhớ là số điện thoại em luôn để trên góc màn hình và số đó của nhà em có Zalo nhé. Và nội dung video ngày hôm nay em xin được kết thúc tại đây. Các bác nào yêu quý em thì cho em xin một lượt follow này, thả tim cho em xin một lượt yêu thích nhé. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin chào các bác.